are very noisy and not environmentally friendly. So the Vietnamese richest man Phạm Nhật Vượng is making effort to encourage people to switch to electric scooters. Tôi gắn máy được khoảng gần 20 năm, từ năm 16 tuổi. Chủ yếu là mình sử dụng xe chạy xăng thôi. Mình ngày trước ở nhà thỉnh thoảng có sử dụng xe đạp điện để di chuyển. Nhưng mà mình thấy sử dụng xe máy xăng bây giờ nó vẫn thông thường hơn, tại vì là những cái điểm rút nhiên liệu nhiều hơn. Sau này nếu mà xe chạy điện, nếu mà nó có nhiều cái điểm để sạc điện hoặc là có những cái pin dự phòng nó thay thế để tiện trên đường, thì mình sẽ chuyển sang, có thể sẽ suy nghĩ chuyển sang xe chạy điện, thì nó cũng một phần là nó tốt cho môi trường. Mình chạy xe máy thì cũng rất lâu rồi, được mấy chục năm rồi. Hiện tại nhà mình cũng mới, đang có ý định là cũng muốn sang xe của VinFast chạy điện để sử dụng. Vì với mục đích là mình cũng muốn là có một cái gì sử dụng đấy để nó cũng làm bảo vệ môi trường. Ở cái xe chạy xăng ấy thì mình có một cái cảm giác là nó sẽ khỏe hơn cái xe điện. Xe máy thì từ năm 2017 ạ. Thì em thì không có ý định chuyển đổi sang xe chạy điện hay là ga. Em cũng thích. Em thích chạy xe số hơn. Thế thì xe điện nó theo em cảm nhận thì nó chạy yếu. Em không thích xe nó chạy chậm chậm kiểu. Với cả em không thích chỉ ngồi một chỗ ở vặn tay ga. Thế thì nó không có cảm giác lái xe.